Cứ mỗi đợt thiên tai, bão lũ cũng như dịch bệnh thì nhiều tổ chức, cá nhân đứng ra quyên góp, làm từ thiện. Đây là hoạt động bình thường, rất nhân văn, thể hiện đạo lý thương người như thể tương thân tương ái của dân tộc ta, cần được phát huy, khuyến khích. Tuy nhiên, hệ lụy từ sự tùy tiện trong việc quyên góp cũng như trong công tác quản lý chưa được chặt chẽ, dẫn đến việc sử dụng tiền quyên góp đôi khi chưa đúng mục đích. Sự lùm xùm trên mạng về tiền từ thiện làm mất đi ý nghĩa nhân văn của những tấm lòng thơm thảo, mất đi niềm tin của các nhà hảo tâm và của người dân. Quan điểm của Bộ trưởng về vấn đề này như thế nào? Với trách nhiệm của mình thì Bộ trưởng sẽ làm gì để góp phần quản lý, điều chỉnh các hoạt động thiện nguyện, quyên góp, cứu trợ trong thời gian tới, đáp ứng cái lòng mong đợi của cử tri và nhân dân cả nước? Xin trân trọng cảm ơn Bộ trưởng. Đối với cái hoạt động thiện nguyện ấy, thì Nghị định 64 năm 2008 đã bộc lộ một số cái nhược điểm, chẳng hạn như là cái vấn đề về cái tính minh bạch, công khai đối với hoạt động thiện nguyện, rồi quy định đối với việc quản lý, sử dụng và phân phối các cái hàng hoặc là tiền, và vấn đề mở tài khoản, về vấn đề đăng ký vận động, vân vân. Thì những cái hạn chế và nhược điểm đấy được khắc phục bởi cái Nghị định 93 năm 2021. Bộ Tài chính đã chủ động tham mưu cho Chính phủ ban hành cái Nghị định 93 thì có nhiều cái điểm mới. Thứ nhất ấy là cái Nghị định 93 đã quy định, đã hạn chế những cái tồn tại và khuyết điểm của cái Nghị định 64 và đã quy định rõ các cái đối tượng từ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc đến Hội Thập đỏ đến các tổ chức, cá nhân, các đơn vị liên quan thực hiện cái vấn đề thiện nguyện, vận động, tài trợ, và quy định rõ là các cái việc quản lý tiền hay là quản lý các cái loại hàng hóa như vàng, như ngoại tệ, và việc phân bổ các cái vật tư, hàng hóa và tiền cho các cái đối tượng được thụ hưởng. Và quy định ấy là cái vấn đề là ghi chép đầy đủ, một cách đầy đủ cái quá trình hoạt động và được mở cái tài khoản tại ngân hàng thương mại theo từng đợt vận động hoặc là tại kho bạc. Và sau cái đợt vận động đấy thì các cái tổ chức, cá nhân phải thực hiện cái việc đóng tài khoản. Và vấn đề về niêm yết công khai đối với là cái hàng hóa, tiền hoặc là tài sản mà đã nhận vận động và phân phối cái số hàng hóa đó một cách hết sức coi minh bạch. Và đồng thời ấy, là cái quy định cái chế độ báo cáo một cách rất là gói chặt chẽ. Ví dụ như trước khi vận động thì phải đăng ký với Ủy ban Nhân dân nơi tổ chức vận động. Và trong thời hạn 3 ngày thì Ủy ban Nhân dân phải giải quyết, phải phối hợp để gói cầu giải quyết cái vấn đề là vận động đấy. Và việc phối hợp giữa Ủy ban Tổ quốc Việt Nam, Hội Thập đỏ cũng như các cái tổ chức, cá nhân, chính quyền địa phương trong cái quá trình vận động thì được quy định một cách hết sức là chặt chẽ. Và kể cả trong cái Nghị định 93 cũng quy định kể cả các cái hình thức vận động đóng góp tự nguyện, chẳng hạn như là tự nguyện giảm cái giá các cái loại dịch vụ như giá nước, giá điện và các cái loại dịch vụ khác. Và quy định về cái vấn đề thanh tra và kiểm tra, tức là giao cho Bộ Lao động, Thương binh Xã hội trong cái lĩnh vực quản lý nhà nước của mình được tổ chức thanh tra, hay là gói Bộ Tài chính là thực hiện cái vấn đề gói thanh tra, và các cái bộ ngành khác quy định rất chặt chẽ trong cái quá trình thực hiện thanh tra cái hoạt động về vận động tài trợ có đúng quy định của pháp luật hay không, để xử lý một cách chặt chẽ và nghiêm minh. Xin trân trọng cảm ơn ạ. Thưa đồng bào và cử tri cả nước, về ý kiến của số đại biểu về cái kết quả tiếp nhận giải quyết các đơn tố cáo về sai phạm trong hoạt động quyên góp từ thiện thì chúng tôi xin trao đổi. Hiện nay thì Bộ Công an đang giao cho Cục Cảnh sát Hình sự đang tiến hành thụ lý, kiểm tra, xác minh các cái nguồn tin phản ánh trên các cái phương tiện thông tin đại chúng về hoạt động quyên góp tiền từ thiện cứu trợ trong cái đợt bão mưa lũ xảy ra tại khu vực miền Trung năm 2020 của một số nghệ sĩ để làm rõ những vụ việc theo quy định của pháp luật. Hiện nay đang triển khai các cái công việc kiểm tra xác minh thì Cục Cảnh sát Hình sự đang phối hợp với các ngân hàng để tiến hành rà soát xác định những cái tài khoản đã huy động từ thiện để làm rõ việc tiếp nhận, quyên góp và quá trình giải ngân, phối hợp với Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
các cấp thuộc các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi xác minh làm rõ số tiền hàng các nghệ sĩ đã tiến hành cứu trợ từ thiện tại các địa phương, cũng đã mời làm việc với một số cá nhân tổ chức đề nghị cung cấp các thông tin có liên quan để sớm kết luận vụ việc theo quy định của pháp luật. Đồng thời thì Cục Cảnh sát Hình sự cũng đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Hình sự toàn quốc rà soát nắm tình hình hoạt động từ thiện diễn ra trên địa bàn, kịp thời phát hiện các cái trường hợp cá nhân tổ chức lợi dụng các cái hoạt động kêu gọi từ thiện để thực hiện các cái hành vi chiếm đoạt tài sản. Qua rà soát tại các địa phương thì hiện nay cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận 6 cái tố giác về tội phạm của công dân có liên quan đến việc huy động tiền từ thiện của các nghệ sĩ. Hiện nay cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức tiếp nhận phân loại 6 cái tố giác theo đúng quy trình của pháp luật tố tụng hình sự. Và mọi công việc thì hiện nay đang tiến hành theo đúng cái quy định của pháp luật. Đồng thời qua cái công tác rà soát, nắm tình hình thì Bộ Công an cũng sẽ kiến nghị các cái cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu sửa đổi các quy định của pháp luật liên quan đến về cái vận động tiếp nhận, phân bổ, sử dụng các cái nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, các cái sự cố nghiêm trọng, các cái bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo theo hướng bổ sung các cái quy định để hoạt động này đảm bảo công khai minh bạch và vừa qua cũng đã được tiếp thu để ban hành cái nghị định 93. Xin cảm ơn Quốc hội.